là Brownie. Và đây là Bailey. Hello Bailey. Không. Mình sẽ cho các bạn thấy vườn của ba mình nha. À của mình. Đâu? Ồ, đây là trái dưa hả? Dưa hoàng kim đó. Trời nó bự vậy. Ngoài đây này có mấy trái đó một la nè. Ồ, cái đó là dưa hoàng kim. Vậy mà nãy Phúc nói trái bí. Ồ, cái này là cái sung đó. Trái quýt. Trái quýt. Quýt chứ không phải là chanh nha. Bí đao đúng không? Bí đó không phải bí đao, bầu. Cái này là dưa gan. Dưa gan. Thấy hai trái dưa gan của ba. Trái dưa gan. Trái dưa gan nè. Bên đây trái dưa gan nè. U. Cái gan này to nhất nè. Đã quá. Ừ, có trong cái lùm mía. Mía. Mía rồi. Còn cây này là cây lùm đèn. Ừ. Đèn có ăn được không? Ăn được. Lùm đèn của Việt Nam ăn cả. Nhãn lồng đèn hả? Nhãn lồng hả? Đâu phải đâu. Cây lồng đèn, trái lồng đèn giống như cái trái Mỹ nó bán, nó trái cà chua của Mỹ bán đó nè. Nó có cái vỏ bọc ngoài nhớ không? Nhớ không? Rồi. Mẹ nó bán nó nhưng mà mẹ nó ăn xanh. Nó ăn chua. Cái này chín. Chín mà ăn rồi. Đó mẹ nó bán ra ngoài. Trời ơi, mũi quá trời mũi. Mũi dữ lắm. Thấy chưa, thấy con rằn nó bự chưa. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.